Mến chào tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đang theo dõi kênh Phú Hiếu Nguyễn. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021. Và giờ này đang là 4 giờ rưỡi chiều. Thời tiết hôm nay rất là đẹp. Ở ngoài trời nắng và rất nóng. Hiện tại bây giờ 4 giờ rưỡi chiều mà ở bên ngoài, nếu mà các bạn đứng ở ngay giữa chỗ ánh nắng mặt trời cũng vẫn còn được 30 độ cộng nha các bạn. Và mình đang đứng trước một cái hồ người ta trồng bông súng, nhìn rất là đẹp, cách trang trí của họ nhìn rất hay, và họ có thả cá ở trong đây rất nhiều. Đó, cái bông súng của nó các bạn thấy đẹp không? Đúng là cái bông súng bông sen này nhìn đẹp quá các bạn. Gần bùn mà chặn hôi tanh mùi bùn. Rất đẹp các bạn thấy không? Đó. Mới hôm bữa cách đây chừng khoảng có chừng hơn một tháng mình đi mình quay ở trong đây cho các bạn coi á, thì lúc đó là coi như nó còn rất nhỏ. Vậy mà bây giờ mới có một tháng mấy này, thời tiết vừa mới bắt đầu bước vô mùa hè một cái là bây giờ các bạn thấy là nó mọc ra rất là nhanh, gần như là nó muốn chạy hết nguyên cả cái hồ của người ta luôn rồi đó. Còn cá thì coi như là họ bỏ rất là nhiều trong đây các bạn, tất cả những cái con cá ba đuôi, goldfish đủ các màu mè hết, nhìn đẹp lắm các bạn ơi. Đó, bây giờ mình đi một vòng của cái hồ cho các bạn coi nha. Hôm nay ở trong đây người ta đông lắm các bạn, rất là đông luôn. Tại cuối tuần mà các bạn không? Cuối tuần là ai cũng được nghỉ hết, bởi người ta đưa con đưa cái người ta vô trong đây chơi. Có một chú vịt đang đứng để tắm nắng. Đó, nhảy xuống bơi các bạn thấy không? Bơi chi chứ đứng ở trên đây làm gì cho nó nóng. Đó. Con vịt này dễ thương quá các bạn. Mình nói mà nó biết nghe. Nó biết nghe bởi vậy nó nhảy xuống để coi như giống như nó giống như phụ họa thêm cho mình đó các bạn, để mình quay phim cho nó nhìn thấy cái phim mình nó sống động hơn các bạn không? Chứ còn nó đứng một chỗ thì nhìn nó không có sống động đó. Bây giờ coi như nó xuống nó bơi. Cá ở đây thì các bạn biết được là họ bỏ rất nhiều rồi các bạn, nhưng mà bây giờ thì nắng quá bởi vậy coi như là mấy con cá nó cũng trốn hết rồi các bạn ơi. Đây đó, cũng có đó chứ không phải không đâu, nhưng mà tại vì chắc nắng quá trên nhựa nó cũng trốn, mà mấy cái chỗ mát mát thôi các bạn không. Tại thường mấy cái con cá tàu, mấy cái con cá mà goldfish này là các biết nó giống cá nước lạnh mà, chứ đâu phải cá nước nóng đâu. Và vậy cho nên như nếu mà nó thấy mặt trời nhiều quá mà nước nóng quá thì chắc nó trốn trong mấy cái lùm mà của coi như bông súng bông này kia gì đó. Oh.
Trời hôm nay là trong xanh luôn nha các bạn, không có mây luôn, ít mây lắm. Với lại coi như là mình cũng báo cho tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn một tin rất là đáng mừng nha, là ở trong Farming Garden này bây giờ là hôm nay á, là họ mở ra được 3 cái nhà kính rồi các bạn. Tổng cộng trong đây là nó có khoảng có 10 cái hoặc là hơn 10 cái nữa, tới khoảng chừng 10 cái nhà kính. Nhưng mà trong đây hôm nay á, là nó mở được 3 cái nhà kính rồi các bạn. Một cái á, là nó về dừa kiển, còn một cái nó kêu farm house á, là một cái nhà dừa kiển, còn một cái nhà á, thì là nó về của coi như là Wisdom House, có nghĩa là coi như là cái nó trồng những cái cây mà cây xương rồng á các bạn, của mấy cái xứ mà nó giống như sa mạc á, hay bên châu phi thì gì đó, thì cái nhà đó là nhà thứ hai. Còn cái nhà thứ ba là cái nhà mà nó trồng tất cả các loại cây của Á Châu mình nói chung và của Việt Nam mình nói riêng. Thì trong ba cái nhà mà hiện tại bây giờ họ mở ra ba cái nhà đó, là mình chấm nhất là cái nhà mà nó về Asian House, đúng không? Tại vì trong đó là nó có tất cả những cái cây. Thì hôm nay mình có quay một cái video clip ở bên cái trang Phú Hiếu Nguyễn Cuộc Sống Ở Đất, thì mình có quay trong đó là nó có tất cả những cái cây của Á Châu mình đó các bạn, cây cacao, cây cola, cây xoài, chuối, đu đủ, vân vân. Cái hoa sen, hoa súng này các bạn biết là nó càng nóng bao nhiêu thì nó càng đẹp bấy nhiêu các bạn. Riêng cái loại súng với sen này á, là nó càng nóng thì nó lại càng coi như là đẹp. Một vòng của cái hồ này rồi đó, cái hồ mà sen này rồi. Và bây giờ mình dẫn các bạn đi vòng vòng ở trong đây chút nha. Đó, các bạn thấy hoa không? Người ta để tất cả các loại hoa đủ các màu hết, sen lẫn vô nhau, trắng, đỏ, vàng. Trong cái Farming Garden này mà nếu mà nói về cây cảnh với lại bông hoa thì thôi rồi, không có còn gì mà để nói nữa các bạn. Thật sự là nói là nếu mà nói về cây cảnh với bông hoa ở trong đây á, là mình chỉ xin được tóm gọn lại 4 chữ thôi, đó là trên cả tuyệt vời các bạn, trên cả tuyệt vời. Nói thật sự với các bạn á, là nếu mà nói cái chữ trên cả tuyệt vời á, thì cũng không có gì là quá đáng đâu các bạn. Và tại sao mà mình nói với các bạn như vậy, là các bạn thấy được một cái khu vực, một cái vườn hoa mà nó hội tụ tất cả những cây cảnh cũng như bông hoa của trên toàn thế giới này, năm châu bốn bể, là có đầy đủ hết tất cả mọi thứ ở trong đây. Thì đúng thật sự là cái chữ trên cả tuyệt vời thì cũng xứng đáng, đúng không các bạn? Và hôm nay ở trong đây thứ nhất đó, là các bạn biết được đó, nó sướng một cái là hôm nay đó, là người ta không bắt các bạn đeo khẩu trang luôn nha các bạn, không bắt các bạn đeo khẩu trang luôn.
Có nghĩa là ví dụ như tại vì trời lúc này nó nóng quá, bên ngoài này thì nó trống trải, thì các bạn muốn đeo thì các bạn đeo, còn các bạn không đeo thì không sao. Chứ còn ví dụ như có chừng khoảng chừng 2 tuần trước thôi hay 1 tuần trước thôi là các bạn vô đây các bạn bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ, coi như là trong cái Farmer Garden này không cần biết các bạn đi đâu các bạn cũng phải đeo khẩu trang. Nhưng mà hôm nay là bên ngoài là các bạn không cần đeo khẩu trang, trừ trường hợp là các bạn vô mấy cái nhà kính mà như hôm nãy mình nói á, thì các bạn phải đeo khẩu trang. Còn ở bên ngoài này là ai thích đeo đeo, ai không đeo thôi, không có ai nói gì mình hết. Mặc dù mấy cái anh mà coi như bảo vệ, mấy cái anh mà security của trong sở thú, họ cứ đi vòng vòng trong đây rất là nhiều người, nhưng mà họ lại không có coi như là bắt ai đeo khẩu trang hết, bản thân họ cũng đeo luôn. À, đây mình dẫn các bạn đi cái khu vực này, là cái khu vực mà cửa chính của cái thằng Farmer Garden nha các bạn. Nó có rất nhiều cửa nha các bạn, nhưng mà ví dụ như là tại vì là mình nói với các bạn rồi, nó có rất nhiều cửa, nhưng mà cái cửa chính này thì hồi trước vì dịch bệnh Corona Covid-19 thì nó đóng, các bạn không, nó đóng, nhưng mà bây giờ thì bắt đầu bớt dịch rồi, bởi vậy nó lại mở lại, các bạn không, nó mở cái cửa chính lại. Có nghĩa là lát nữa mình tự động mình coi xong là mình bước ra cửa chính luôn, khỏi có phải đi vòng vòng nữa. Đây các bạn có bông hoa nè, đủ sắc hết các bạn không? Đây. Đó, nếu như mà cái cảnh trí như vậy thì các bạn thấy là mình nói là đặc biệt và trên cả tuyệt vời, có đúng không các bạn? Như mấy cái video trước mình có chia sẻ với tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn, mình nói rồi đó, mình là đàn ông con trai mà mình vô trong đây mình nhìn thấy bông hoa mình còn thích nữa, huống chi là mấy cô mấy bà. Mới có nắng hơn được một tuần mà nhìn đẹp quá các bạn ơi. Ở hôm bữa anh Thống á, cái anh bạn mình mà có cái vườn á các bạn, có một lần mình quay một cái video clip mà các bạn coi cái vườn của anh á, thì cách đây chừng mấy hôm anh có kêu điện thoại anh khoe với mình, anh nói là Hiếu ơi, hôm nào nếu mà em rảnh á thì cuối tuần á, thí dụ giống như khi nào mà em rảnh á, thì anh em mình hẹn nhau rồi em ra ngoài này, em ra ngoài này chơi với anh, là để em muốn quay phim thì quay, tại vì ở ngoài của anh thì anh khoe là ngoài anh bây giờ là bông hoa nó cũng rực rỡ hết các bạn, còn mấy cái cây của anh thì bây giờ nó lớn cũng nhiều lắm rồi. Thì để mình coi thử, coi nếu mà giống như là nếu mà khi nào mình rảnh á, thì mình sẽ ghé anh để mình quay một cái video clip ở ngay cái vườn của anh nữa. Tại vì hôm nay thì các bạn biết là thứ nhất là mình đi quay bên ngoài nè, rồi bây giờ phần thì lại là đang đá banh nữa, đá banh mà cái giải mà túc cầu châu Âu, tức là đá banh châu Âu. Như hôm nay là mình đi mình quay cho các bạn, nhưng mà lát nữa là hôm nay là lúc 18 giờ tức là 6 giờ chiều hôm nay có một trận đá banh rất là hay, và mọi người ai cũng đang háo hức để coi như đón coi như thế nào, tại vì hôm nay là đội tuyển Đức đá với lại coi như là Bồ Đào Nha, Portugal các bạn không? Mà thường á là kỳ trước á, cách đây mấy hôm á thì thằng Đức nó đá với lại Pháp, tức là cái người mà coi như là Grandmaster
của năm 2018 là Pháp, đương kim vô địch Pháp lấy cái giải túc cầu thế giới năm 2018, lấy hạng nhất, được đương kim vô địch. Thì Đức có thua thằng Pháp 1-0. Còn chiều nay 6 giờ chiều thì đá với lại Bồ Đào Nha thì không biết như thế nào nha các bạn. Nhưng mà thật sự là Đức mà muốn ăn Bồ Đào Nha thì mình nghĩ là cũng hơi khó đó các bạn, cũng khó đó. Đương nhiên đá banh thì không có nói trước được các bạn đâu, không có thể nào mà ai mà biết chắc được. Nhưng mà thường thường á, là cái Bồ Đào Nha thì cái về kỹ thuật của cái đội tuyển đó cũng rất là giỏi. Nhưng mà thường là Bồ Đào Nha là không biết là có thể là giống như kỵ rơ hay sao á, thì thường thường là Bồ Đào Nha gặp Đức á, thì phần đông là Bồ Đào Nha thua. Đúng không? Đức thường thường nó gặp ai cũng vậy, nhưng mà riêng gặp Bồ Đào Nha thì nếu mà nói mà cái gặp nhiều lần rồi, nhưng mà thường là Bồ Đào Nha thua. Nhưng mà hôm nay thì không biết làm sao, nhưng mà đại khái là hôm nay mình cũng cầu cho Đức họ ăn. Tại vì các bạn biết tại sao không, nếu như mà hôm nay mà Đức mà còn thua Bồ Đào Nha nữa thì Đức rất mệt, là cái coi như cái nguy cơ mà để coi như là nguy cơ mà để coi như cuốn gói với lại coi như là dẹp vali về nước rất là nhiều. Đúng không? Bà vậy làm sao thì làm, hôm nay Đức phải ăn, bắt buộc Đức phải ăn, không thể thua được các bạn ơi. Nếu mà thua là coi như là về nước luôn. Đúng không? Đó. Cái pin của mình nó mới báo là bắt đầu nó yếu rồi đó các bạn. Thì bà vậy giống như mình cũng nói trước với các bạn vậy thôi, là để nếu như mà bây giờ mình đang quay á, mình không thể tắt đi được các bạn đâu. Nhưng mà lỡ mà thí dụ nó hết pin mà nó có tắt nửa chừng á, mà mình không kịp chào tất cả quý vị cũng như các bạn á, thì mong tất cả mọi người thông cảm cho mình nha. Chứ bây giờ thì nó báo là cái pin của mình nó chỉ còn có khoảng chừng 10-mấy% thôi. Nhưng mà mình cứ đi mình quay vậy thôi. Nếu mà nó hết thì thôi. Đẹp không các bạn? Đủ màu đủ sắc hết á. Quá đẹp luôn. Đây, ở ngay chính giữa của cái vườn bông họ, họ làm một cái coi như là cây giếng phun lên để cho nhìn cho nó vừa đẹp, và đồng thời nó làm nó lại mát nữa các bạn ơi, nhìn trên nó mát mẻ, cũng như là dịu bớt cái nắng gì vậy các bạn. Đây là cái dàn gạch của nó cũng rất là mạnh, và là cho các bạn thấy cái nước của họ nó trầm như nước suối các bạn, đi chăng là nước suối mà uống luôn. Và dưới cái đáy họ, dưới cái đáy này á, thì nó có những cái đồng tiền, đúng không? Đồng tiền thì giống như là như nếu mà ai mà thích á, thì mình lấy 1 sen, 2 sen, 5 sen nữa mình dục đi với đó. Chắc là cái ý nghĩa của nó là đồng tiền may mắn này ra đó thôi. Rất đẹp các bạn ha.
các loại bông loại hoa hết, không có thiếu một cái hoa gì hết. Nói thiệt với các bạn chứ như Đà Lạt của mình á, thì cũng đẹp rồi, nhưng mà thật sự mình nói ở trên Đà Lạt á, thì so với lại cái Palm Garden thì Đà Lạt cũng không thể nào so được các bạn. Tại vì Đà Lạt của mình thì đương nhiên họ cũng nhập đủ các loại bông, loại hoa, loại cây về, nhưng mà làm sao mà bằng được cái thằng Palm Garden. Tại vì Palm Garden này là nó hội tụ tất cả cây của trên toàn thế giới này luôn các bạn. Hôm nay ta vô đây ta chụp hình, chụp ảnh, quay phim, đủ thứ hết các bạn. Công nhận cái tuần này nó nắng quá đã luôn các bạn ơi. Đó cái cây này nè, mình đang quay cho các bạn thấy á. Cái cây này mà nếu mà nó có bông hoa như vậy, nhưng mà nhìn mới nhìn thoạt qua thôi nhé các bạn, nhìn sơ qua thôi á, thì nó giống như cái cây ngải cứu, y chang như cái cây ngải cứu á. Chỉ có một cái cây ngải cứu là cái lá của nó mỏng, còn cái lá này thì nó dày hơn các bạn không? Nhưng mà nhìn cái hình thù của nó á, thì cũng y chang như cái cây ngải cứu á, nhưng mà nó không phải cây ngải cứu. Giờ này là 4 giờ mấy, gần 5 giờ chiều rồi, vậy mà cuối cùng có người ta vẫn vô nha các bạn. Vẫn thấy có người còn vô. Tại vì chắc là mình nghĩ là người ta biết được là ngày hôm nay sở dĩ đông á, là chắc ai người ta cũng biết được là hôm nay nó mở thêm 3 cái nhà kính, bởi vậy nên người ta mới vô, người ta chơi. Đúng không? Người ta chơi để người ta đi tham quan những cái nhà kính, coi là sau một thời gian một năm mấy trời rồi trong đây họ tái tạo lại và họ làm lại như thế nào. Đó,
trong đây là các bạn thấy nó có tất cả những cái bảng chỉ dẫn. Tức là mình vô là nó phát cho mình một cái giống như một cái bản đồ vậy các bạn, một cái map, một cái bản đồ nhỏ đó. Rồi ví dụ như bắt đầu ta mình sẽ coi. Rồi đồng thời là khi mình đi bên trong này, tại nó quá rộng thì nó sẽ có những cái bảng chỉ dẫn để các bạn muốn đi coi cái nhà nào hay là cái khu vực nào trước, khu vực nào sau thì nó có bảng chỉ dẫn hết. Tức là cái thì quẹo phải, quẹo trái hoặc đi thẳng. Người ta chỉ rất rõ ràng. Đây lại có thêm một cái hồ nước nữa các bạn. Và cái hồ nước này thì nó làm đặc biệt hơn những cái hồ khác nữa. Và nó làm có một cái giống như là ở trong chính giữa cái cột lên thì nó có nhiều cái giá đỡ của nó, giống như cái mâm đó các bạn, cái tục là cái mâm đó. Đó, nó làm tầng lên dậy, nước đổ xuống nhìn trông rất là đẹp các bạn, mát mẻ. Đứng thấy tự nhiên nó có cái hơi nước là thấy nó khỏe liền. Tại vì mấy ngày hôm nay các bạn biết là tất cả các hồ ở bên trong thành ra tầng này nó phải mở lên hết. Mấy cái hồ mà mấy cái cũng như gọi là vá sập riêng mình đó các bạn, mấy cái giếng nước, hồ nước gì đó, là bắt buộc nó phải mở lên hoạt động hết. Là tại vì bên ngoài là mấy ngày nay nó quá nóng đi các bạn ơi, nó nóng quá đâm vào cái cuộc nó làm như vậy, có hơi nước cho cây cối cũng như là khách tham quan, người đi coi là phải mở lên hết. Ở đây thì thấy họ đang trồng một dàn chuối của mình, cây chuối của mình họ trồng bên ngoài luôn nè các bạn. Chắc mấy cái chuối kia thì là chuối kiểng các bạn không, còn bây giờ chuối này á là họ trồng bên ngoài. Tức là cái thằng này thì nó, mình nghĩ là nó trồng như vậy rồi, thí dụ giống như là nếu có thể là hết mùa hè, mình nói thí dụ thôi, nếu như mà cái chuối này mà nó chịu lạnh được á thì ông nói, còn không chịu lạnh được thì mình nghĩ giờ này họ trồng vậy xong rồi mai mốt họ sẽ mang vô mấy cái nhà kính, khi mà nó lớn lên một chút xíu rồi các bạn đâu thì họ sẽ mang vô nhà kính. Còn giờ này thì đương nhiên đang là mùa hè rồi, bởi vậy họ cứ trồng ngoài này thành thường có sao hết các bạn đâu. Đó, cái này là mới nè các bạn. Wow. Cái con mà mình đang đứng mình quay cho các bạn, mình rất thích con đó nhé các bạn, con đó là con sáo á, cái lông đen nhánh mà cái mỏ màu vàng, hót rất hay. Và cái con sáo này đọc một cái á, là nếu như mà các bạn mà nuôi mà lâu ngày mà các bạn tập cho nó nói được á các bạn, cái con sáo này nó nói cũng dữ lắm, đương nhiên không bằng mấy con nhồng nhưng mà con sáo này nói cũng được. Rồi, đến các bạn đi tiếp nha. Hôm nay là mình thấy
lúc hồi sáng mình coi tin tức đó các bạn, thì mình thấy là hôm nay là cái tỷ lệ incident đó của toàn nước Đức là nó chỉ còn có là 9 phẩy mấy à các bạn. Yeah. Nó chỉ còn có 9 phẩy mấy à, không chưa đầy 10.0 nữa. Trong khi đó là một tháng mấy trước là nó 160 coi như 7 luôn. 169, cái lúc mà cao nhất là 169. Trên tức là 100.000 người là 169 người nhiễm trong 100.000 người. Mà hôm nay thì nó xuống còn coi như có mấy phần trăm mà các bạn, chưa đầy 10% nữa. Thì đó là cũng là một cái tin rất là đáng mừng cho toàn thể tất cả mọi người dân mà sống ở nước Đức này. Một tin rất là khả quan, rất là đáng mừng. Có nghĩa là nước Đức là bây giờ là họ chính phủ Đức và coi như cái bộ y tế liên bang họ đã khống chế được coi như là cái corona covid-19 này so với một tháng mấy, 2 tháng về trước, thì bây giờ họ đã khống chế được rồi. Hy vọng là từ đây cho tới cuối năm là họ sẽ đủ thuốc vaccine để chích cho đại trà cho toàn người dân ở trong nước Đức. Rất là mong là như vậy. Tại vì chỉ có cái chích vaccine mà khi người ta chích đại trà được rồi á, thì cái kinh tế của Đức mới có hy vọng. Đúng không? Có hy vọng chứ không thôi một thời gian quá lâu rồi mà gần như là kinh tế nó xuống trầm trọng luôn rồi các bạn. Đó, còn đây là các bạn thấy đây là cái hồ chính, hồ này là cái hồ chính đây của trong cái Palm Garden, thì nó có là cái những cái vòi nước, mà vòi nước này nó xịt theo cái kiểu mà coi như là giống gần như là theo của điệu nhạc luôn đó các bạn. Cái hồ này là cái hồ chính của nó này, rất là đẹp. Đó, mình đang tiến gần tới nó đó. Cái hồ này có một cái video mà cái kỳ đó mình quay cho các bạn lúc mà nó thay nước đó các bạn, nó rút nó lấy hết nước lên luôn á, rồi bắt đầu nó xả cái nước mới vô, là lúc đó mình có quay một cái video cách đây cũng có khoảng chừng độ ít lâu trước đó, thời gian đó. Đó là cái hồ này nè các bạn.
trời nóng mà ngồi mấy người người ta ngồi cái băng ghế này á, người ta nhìn cái nước mà nó nhảy theo kiểu điệu nhạc như vậy mà nó lại mát mẻ, nó vừa ngồi rất là thoải mái các bạn không? Thôi cái video này bây giờ cũng dài rồi các bạn, mình cũng xin tạm ngưng ghi ở đây ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình video tới. Nếu như mà các bạn coi cái video này của mình mà thấy hay và thích á, có ý nghĩa thì các bạn, mình mong các bạn hãy chia sẻ tới tất cả những người quen, bạn bè cũng như những người thân của các bạn. Thân ái, hẹn gặp lại. Và trước khi chia tay với lại các bạn thì mình cũng xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho mình trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Thân ái, hẹn gặp lại.